bài toán cho ba số a, b và c khác không sao cho tổng nghịch đảo của chúng bằng không tính giá trị biểu thức m bằng tổng b cộng c chia a cộng tổng c cộng a chia b cộng tổng a cộng b chia c chúng ta cùng đi vào giải bài toán này Quan sát biểu thức M ta thấy đây là một tổng của 3 phân thức. Trong đó mỗi phân thức đều có sự có mặt của 3 số A, B và C. Để sử dụng được giả thiết tổng nghịch đảo của 3 số A, B, C bằng 0 hay nói cách khác 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C bằng 0. Ta nghĩ đến việc biến đổi cả ba phân thức về cùng tử. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ quy đồng tử cả ba phân thức của biểu thức M. Để làm được điều này, ta sử dụng kỹ thuật cộng mỗi phân thức cho một. Khi đó ta có biểu thức M bằng tổng của ba phân thức, trong đó mỗi phân thức được cộng thêm một và cuối biểu thức M chúng ta trừ đi 3. Do chúng ta cộng 3 số 1 tức là cộng 3 cho nên chúng ta phải trừ đi 3 thì biểu thức M mới không thay đổi. Tiếp theo quy đồng mẫu mỗi phương thức với một ta được tổng B cộng C cộng A chia A cộng tổng C cộng A cộng B chia B cộng tổng A cộng B cộng C chia C trừ 3. Đến đây ta thấy ba phân thức mới có cùng tử là tổng A cộng B cộng C. Cho nên rút nhân tử chung ở tử ta được tổng A cộng B cộng C nhân cho 1 chia A cộng 1 chia B cộng 1 chia C trừ đi 3. Do giả thiết 1 chia A cộng 1 chia B cộng 1 chia C bằng 0. Cho nên chúng ta có tích này bằng 0. Khi đó ta có M có giá trị là 0 trừ 3 tức là bằng âm 3.